bản quyền phim Full Hạ tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Quán cơm sao rồi? Sao lại bỏ quán mà qua đây? Đồ đã làm sẵn ở quán rồi, bà không cần phải lo đâu. Sơn Trang hầm sẵn canh lúc sáng rồi, đồ ăn chất đóng trong tủ lạnh sẵn cho tôi. Bộ sợ tôi chết đói hay sao mày làm như vậy? Vậy bà định sống dựa vào cậu ấy cho tới bao giờ nữa chứ? tại sao cô lại quan tâm chứ mẹ đã dạy dỗ và nuôi lớn nó mà cậu ấy làm gì mà phải chịu đựng chuyện này lỗi của nó là có một bà cô như mẹ nhờ mẹ mà nó mới có công việc để kiếm sống được nhưng nó lại vô ơn bởi vì cái lương tâm của nó bà sẽ tiếp tục sống thế nào khi về già đây sao vậy cô quan tâm hả bộ con nghĩ mẹ sẽ sống dựa vào con nếu như thằng sơn Trang nó có vợ sao bà còn lại bao nhiêu tiền vậy cái gì bà ngày càng già đi bà cần tiền để trang trải cuộc sống nhìn con kìa cô làm như mình là một người cao thượng nhưng mà rốt cuộc con đang nói về tiền đó con hiểu chưa tiền bạc đó là như vậy mà con muốn biết mẹ còn bao nhiêu tiền để mẹ không làm gánh nặng cho con chứ gì ngôi nhà này sông cha cũng phải đứng tên rồi tại sao con phải lo lắng chứ mẹ có một đứa con trai giỏi giang như con nếu sơn chan đuổi mẹ ra khỏi nhà này thì mẹ sẽ đến chỗ của con Bà thấy trong người như thế nào? Con lo là mẹ sống dai hay sao? Mẹ xin lỗi, như mẹ quá là khỏe mạnh so với phụ nữ ở độ tuổi này, sao vậy? Vậy thì tốt. Bà ăn đi trước khi đồ ăn nguội. Con làm gì vậy? Ý con là muốn ăn với mẹ hay sao vậy? Chúng ta chưa từng ngồi ăn đối diện với nhau mà. Dân xin kêu con làm vậy sao? Ngồi ăn với mẹ như vậy, Tôi tự nguyện tới đây ăn với bà Con là con trai của mẹ Nhưng mà con không để mẹ làm cái gì cả Con cản trở mẹ Rồi giả giờ Mình là người ngay thẳng và chu đáo với mẹ như vậy Rồi bây giờ con lại đến đây Con đang nấu đồ ăn cho mẹ đó hả Bà ăn đi Con đang kêu mẹ im đi hay sao vậy Tại sao bà lại nghĩ theo cái kiểu đó được kia con chứ Con không có con cái để tụi nó đánh giá con tốt tới thế nào Với tư cách là con trai con luôn phán xét mẹ Rồi nói những điều mẹ làm là sai Hoặc là vô nhân tính là sao chứ nếu mẹ không phải là người đáng ngưỡng mộ hay tốt đẹp Có nghĩa là mẹ không phải là mẹ của con hay sao Con với mẹ cùng ngồi ăn với nhau Sau tất cả những gì cô đã làm với mẹ sao Đừng bao giờ tới đây Và chọc tức mẹ như vậy nữa Mẹ không mua căn nhà này để được ở gần con đâu con nghe chưa Sơn Trang đã mua đó Mẹ đoán tới lúc đó cũng muốn bỏ mẹ cho con rồi Con không phải mua ngôi nhà này Để bỏ cô cho cô ấy đâu Sao lại cô lại quăng đồ ăn mà cô ấy cực khổ nấu như vậy chứ Cô cũng im đi Cô chẳng khác gì nó cả Anh để tôi dọn cho Anh đi đi không sao đâu Tôi dọn được rồi mà Không phải tôi mua ngôi nhà này Để sau này bỏ cô lại Tôi muốn hai người thi thoảng Có thể gặp lại nhau tôi hiểu mà bây giờ cô vẫn chưa nghĩ thông đâu anh không cần phải vội như vậy để hai người cùng ăn với nhau thì vẫn còn hơi sớm đó tôi nghĩ là tôi không còn đủ thời gian nữa rồi đủ thời gian là sao tôi xin lỗi ý anh là sao chứ anh bỏ đi à Sao lại không đủ thời gian Con nhìn tấm hình này đi Con trai thứ hai của gia đình chủ trung tâm thương mại chân mơn Gia đình mẹ của ấy sở hữu quỹ từ thiện cây quai Còn biết chứ Thiếm định kêu con đi xem mắt anh ta hả cô ấy nhìn cũng khá dễ thương mà phải không? Ừ à, con ổn mà ý con là gì? con không có mẹ ở bên cạnh, vì vậy Thím nên chăm sóc cho con và tìm một người đàn ông tốt cho con để kết hôn. con định sẽ không kết hôn đâu sao con lại không chịu kết hôn chứ kết hôn vẫn tốt hơn mà vậy thì khi về già sẽ không cô đơn nữa cảm ơn vì Thím đã quan tâm con nha nhưng mà con không có hứng thú đâu Thím con gái trẻ trung là có giá nhất đó con à thời điểm tốt nhất để kết hôn là khi còn trẻ trung và xinh đẹp nếu cứ chờ đợi người phù hợp thì những lựa chọn của con chỉ càng ngày càng tệ thôi sau này á con sẽ nghĩ là đáng lẽ ra mình nên kết hôn từ hồi còn trẻ rồi con không kết hôn đâu mà cậu ấy xuất thân từ một gia đình tử tế lại còn đẹp trai nữa đó con định không bao giờ kết hôn là một chuyện nhưng mà nếu như á nếu như con kết hôn thì không có người nào tốt hơn cậu ấy đâu con sẽ không kết hôn đâu tại sao vậy Anh nghĩ chuyện này là vì cơn su đó Sao chúng ta có thể để chân cơn su và dân xin ở bên nhau được chứ Với tư cách là thím của con bé Em sẽ không bao giờ cho phép chuyện này đâu dù sao thì cơn su và dân xin không còn bên nhau nữa mà tình cảm vẫn còn dù hai người không còn bên nhau nữa hơn nữa cơn su đã nuôi dạy con bé chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra được đâu nên em không thể chỉ đứng nhìn con bé không kết hôn rồi ngày càng già đi chỉ gì chờ đợi cho cơn su được anh đoán em nói đúng con gặp cậu ta một lần thôi để thím con vui lòng cũng được mà con không muốn mà Cậu ấy là một chàng trai tốt Ba đã gặp cậu ấy vài lần lúc còn nhỏ đó Ba Con sẽ không kết hôn đâu Sao con lại không chịu kết hôn như vậy chứ Con thậm chí Còn không có anh em Con sẽ cô đơn về già đó Nhưng mà con vẫn không hứng thú chuyện kết hôn mà ba Có vẻ như con vẫn còn giữ mấy đồ mà bà nội con đã dùng con đã không dứt bỏ chúng đi vì với bà con mấy thứ này rất là quý giá giờ rồi chúng chất đóng luôn con biết không đồ đạc còn bền hơn cả con người nữa đó hồi lâu trước đây ba mẹ của bà có một cái bình hoa đặt trên chiếc rương đó bà nhớ ba của bà mua nó ở chợ rồi bà nhớ sau đó ba của bà qua đời lâu lắm rồi mà cái bình hoa vẫn còn y nguyên ở đó tới bây giờ luôn con thấy không nó chỉ là đồ vật thôi mà <laughs> rồi về sau bà đã dứt giả để quăng mấy cái đồ mà bà đã để dành từ đó tới giờ quy tắc vàng của bà chính là nếu bà không biết dùng đồ đó khi nào thì bà nên dứt bỏ nó đi không muốn con cái thấy mấy cái đồ đó rồi lại buồn bã khi nhớ tới rồi nói là bà già này đã sống một cuộc đời nghèo khổ vậy đó <laughs> xin chào chủ tịch căn. Dạ xin chào chủ tịch. Không sao, bác cứ ngồi tiếp đi. À, tôi tôi đã ăn xong rồi. Tôi để tôi tôi đợi đi để hai người nói chuyện nha. <laughs> để con lấy cho chú nước gì uống cho mát nha. À, không cần đâu, con à, cứ ngồi đi. Dân sinh có chuyện gì không ổn hả bác? À, thì à, không có chuyện gì hết thím của nó tìm cho nó một chú trẻ phù hợp Thật hả? Nhưng mà nó nói là nó không chịu kết hôn Cậu ấy là kiểu người thế nào? Con không thể đòi hỏi được ai có lý lịch tốt hơn cậu ấy được đâu Nhưng mà nó có vẻ không hứng thú gì hết trơn đó Dương xin có một người bạn rất là yêu mến con bé Con nói là ai vậy? Dạ người đó là con của anh Cơn Trơn Con trai của Cơn Trơn sao? cái cậu mà học trường y đúng chứ cậu bé và dân sinh đã quen nhau từ nhỏ càng lớn thì cậu ta và dân sinh lại càng thân thiết với nhau hơn thật sao cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì vì dân sinh là một người đáng tin cậy ờ, chú có gặp cậu ta vài lần nhưng mà vấn đề là dân sinh nghĩ về cậu ta như thế nào cái đó mới là quan trọng nhất đó con chắc chắn là sẽ muốn đưa dân sinh đến vòng tay của cậu ấy nếu như mà sau này con rời khỏi thế gian này Con còn trẻ như vậy mà Sao lại nói chuyện này chứ Chú nên mời cậu ấy tới nhà chơi Và để hiểu hơn về cậu ấy Liệu dân xin có thoải mái khi chú làm vậy không Chú chỉ có thể nói là chú mời anh cơn chơn thôi Chú nên làm vậy à <laughs> Anh không tính nói cho dân xin biết chuyện này sao Anh không muốn à Con bé nó mắng anh đâu <laughs> cứ như là anh sợ làm con gái giận vậy khi mà tụi nó càng ngày càng trưởng thành hơn thì chúng ta phải cẩn thận hơn đúng không sao mọi người chưa gọi con xuống ăn tối vậy hả ờ thì món canh vẫn chưa xong mà <laughs> ờ thật ra thì chúng ta có cách ghé thăm chú ấy là một người rất thân với ba của con thân như một người bạn tâm giao à chú nghĩ con sẽ rất vui khi gặp chú ấy đó giờ cậu ta phải ở đây rồi chứ ở đây rồi ba từng tới đây rồi mà con cũng đã từng tới trước cửa rồi mặc dù là con không vào trong con đừng có làm điều gì thất lễ cả ba nghĩ con là đứa hấp tấp vậy hả ba con trở nên hấp tấp khi chuyện không theo ý của con hơi ừ, con biết rồi mà ba đừng lo nữa ôi trời ơi xin chào Chào mời xin mời nhà. Nha. chú con chơi là khách hả mời chú con <laughs> của mình đi cùng nữa Sao cậu lại tới đây vậy Mình đi với ba của mình để về phòng Ba mình bị lạc Chú từng tới đây rồi mà Sao mà chú lại không biết đường được chứ Bà nói chú ấy à, đem theo con trai tới đó Dạ cảm ơn mọi người đã mời con tới nhà Tên con là Bác Trân Hun. Không có gì mà rất vui được gặp con Chào mừng anh Bác Trân Hun. Anh cũng ở đây sao Ờ Anh gì chứ tôi là em họ của chị Vinh Xin Mình tặng cậu đó Cậu nhận đi mình thấy rồi mà bỏ qua xuống đi tại sao mình lại nhận qua từ cậu chứ ờ ừ, tặng tôi tặng tôi đi ha cậu tặng cho tôi đi ờ ừ, ờ cảm ơn cậu nhiều ờ ừ, được rồi chúng ta vào trong dùng bữa đi ha ừ, ơi, đi chú thiếm đưa họ vào đi con có chuyện phải à. nói với ba con một chút ờ ừ. ừ, được rồi nào ờ ừ, cậu thấy sao à, ừ. dạ tốt lắm sao ba lại mời chân huân tới vậy ba thấy một mình cơn trơn không ổn nên ba muốn mời cả nhà cậu ấy nhưng mà cậu ấy chỉ có một mình con trai thôi nên ba nói cậu ấy mang con trai tới luôn đơn giản như vậy thôi mà chú cơn xu cơ ba làm vậy hả không đó là ý kiến của ba một mình ba ba ơi cảm ơn anh đã mời chúng tôi tới nhà cơn chân cậu ấy là người bạn tôi rất là mến tôi rất thích cậu ấy đó <laughs> cảm ơn anh đã nói như vậy Cảm ơn rất nhiều Em không phải là bạn thân nhất của anh ấy Nhưng mà anh ấy đang dạy em câu cá đó Mọi người hỏi em là em học câu cá ở đâu mà câu dỗ dữ vậy Đều là nhờ anh ấy dạy đó Càng nhìn con cô là càng thấy con cao ráo và đẹp trai đó Dạ đúng rồi, anh ấy xấu xa lắm Nó có trái với quy tắc việc sinh viên ngành đi phải thu hút không? Còn nói gì đi, chuyện gì cũng được Con định là sẽ ít nói một chút Dạ con xin lỗi ạ <laughs> Thật có lý mà, đàn ông nhiều chuyện thì tốt chỗ nào chứ Cậu ấy sẽ không nói trừ khi là chuyện mà cậu ấy phải nói đó mọi người Cậu ấy đã như vậy từ khi tụi con còn nhỏ Để kiếm xin. Khi mấy đứa con nít gọi chú trong Gu là đồ ngốc Là đa chân đứng ra chiến đấu với tụi nó Nhưng mà cậu ấy lại chẳng có làm gì hết Sao cậu lại mang chuyện quá khứ ra để nói vậy chứ Cậu không những lạnh lùng mà bằng tuổi này rồi Cậu lại không biết xấu hổ nữa Tại sao cậu lại ở đây vậy Dân xin à sao con lại Lại xấu tính như vậy chứ Thất lễ với khách của chúng ta Ai đang nói cậu không biết xấu hổ kìa chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi nhưng mà cậu lại giả vờ không biết mình chân Hun à con ăn cơm đi chúng ta là khách mà chúng ta phải lịch sử tôi thấy dân xin đúng là một đứa con nít mà nhìn nó cãi lộn với bạn giống y hệt một đứa con nít luôn nhưng mà nếu con làm vậy với bạn của con con sẽ làm ba của cậu ấy thấy xấu hổ đó tôi không sao mà tôi thấy chúng nó như vậy với nhau cả một thời rồi tụi nó không ngủ ngáy gì để cạnh tranh vị trí số một toàn trường nên mấy người lớn phải cố gắng cản tụi nó lại tụi nó cứng đầu đến độ mà chả nghe lời ai hết trơn à <laughs> cậu ấy đã khóc rất dữ dội vì một chàng trai đó cậu hứng thú với chuyện này như vậy hả chính ai là người đã kêu mình muốn khóc thì cứ khóc đi Thiếm đoán là con cũng thích cậu ấy khi còn nhỏ mà đúng không khi mà con lớn mẹ con không ở đây nên là cậu ấy đã nấu ăn mang cho con mỗi tối đó đồ ăn của cậu ấy đã giúp con vào đại học mình có bí mật nấu ăn cho cậu đâu mọi người sớm đều biết hết mà hai đứa nó có nhiều chuyện để nói hơn là em tưởng luôn đó em nghĩ là tối nay á, sẽ có nhiều chuyện vui lắm cho mà xem <laughs> có đúng không anh trong cô ồ ờ, cũng thoải mái hơn anh nghĩ rất là nhiều đó anh mời cơn chân tới nhưng mà cậu ấy ít nói anh sợ là chúng ta không có gì nói nhiều với nhau vì lý do nào đó em có cảm giác cậu ấy sẽ là một thành viên của gia đình mình dạ con cảm ơn giờ đã có cảm giác chúng ta là một gia đình rồi <laughs> <laughs> mọi người đều đã làm việc vất vả hôm nay không có gì nhiều mong mọi người ngon miệng à, chị nghe là Cương chân và chân Huynh tới nhà của chủ tịch cang chị biết sao? là chủ tịch cang thích chân Huynh kia mà sau khi tìm được con gái và cảm thấy thoải mái chú ấy mời họ tới nhà dùng bữa tối thôi giấc mơ đã thành hiện thực với chân Huynh nhưng mà dân sinh có lẽ sẽ thấy khó xử lắm luôn đó dạo gần đây chân hôn hay làm phiền dân sinh nữa